Từ về tháng 5 âm lịch năm 2023 của người tuổi Ngọ, hung cát song hành. Trở nên nóng nảy. Bước sang tháng 5 âm lịch đối với người tuổi Ngọ phải đối diện với những khó khăn kèm theo những thách thức. Song, như vậy không có nghĩa là bạn không có cơ hội để vươn lên. Tháng này thành công hay thất bại phần lớn phụ thuộc vào hành động của chính bạn trên phương diện sự nghiệp có tự hình tác động, bản mệnh thường xuyên nóng nại, thích khiêu khích người khác. Con giáp người tuổi ngọ cần phải ý thức được vai trò và vị thế của mình, đừng coi mình là người tài giỏi nhất mà tỏ ra coi thường người khác. Nếu bạn không biết mình đang đứng ở vị trí nào, thì bạn sẽ không tìm được hướng đi chính xác cho mình, đồng thời mãi dậm chân tại chỗ. Phương diện tài lộc của những chú ngựa cũng chưa có những dấu hiệu phát triển tích cực. Bạn mệnh cần phải kiểm chứng thông tin kỹ càng trước khi đưa ra các quyết định làm ăn kinh doanh, nếu không dễ rơi vào cái bẫy của kẻ xấu gian sẵn. Bên cạnh đó, nếu các dự án của bạn bị nhiều người phản đối thì bạn cần bình tĩnh lại để cân nhắc, cho nên cứng đầu cứng cổ làm mọi việc theo ý của mình. Về phương diện tình cảm cũng có điều mà bản mệnh cần phải lưu ý. Trở nên chúc nhận áp lực lên người tâm đầu ý hợp với mình, tốt nhất hãy tâm sự, trao đổi mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết. Đối phương là một người đứng phía sau ủng hộ bạn hết mình. Có thể nửa kia sẽ đưa ra cho bạn những góp ý hữu ích giúp bạn vượt qua những khó khăn hiện tại. Xem tử vi tháng 5 âm lịch năm 2023 của người tuổi ngọ luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện, công danh, sự nghiệp Không có thành công nào đến với những chúa ngựa một cách dễ dàng vào tháng mộng ngọ này. Vì thể ngay từ bây giờ, bạn cần phải tự cổ vũ, động viên bản thân liên tục cố gắng, thẳng không kêu, bại không nản, như vậy mới có thể nhìn thấy ánh sáng ở cuối con đường hầm. Dưới tác động của cục diện tự hình, dường như bạn đang trở nên quá hiếu thắng. Lúc nào cũng muốn trở thành người đứng đầu nên không ý thức được tình hình thực tế cũng như khả năng của bản thân. Tử vi tháng 5 âm lịch cho thấy đây là thời điểm để bạn bước chậm lại, bình tĩnh hơn để có thể đưa ra những đánh giá chính xác, khách quan về mọi vấn đề. Đặc biệt, bạn cần phải khiêm tốn để có thể nhìn nhận, học hỏi được cái hay của người khác, cho nên tự cho mình là nhất, thích làm mọi việc một mình và thường xuyên bỏ ngoài tai lời khuyên nhủ hoặc giải bảo của người khác. Trên thực tế, bạn vốn cũng có những điểm mạnh của riêng mình. Các tình để vượng và hữu bật cho thấy bạn luôn có cơ hội để gặt hải những thành công. Cốt yếu là bạn phát triển đúng theo thế mạnh của mình, không sợ gian nan vất vả. Thêm vào đó, hãy hành xử cho phải phép, như vậy bạn mới có thể gây ấn tượng tốt đẹp cho mọi người xung quanh. Đặc biệt, nếu lọt vào mắt xanh của quý nhân thì đối phương sẽ chỉ cho bạn hướng đi để khắc phục những khó khăn. 2 luận về phương diện tài chính. Tình hình tài chính của con giáp này cũng chưa có những dấu hiệu phát triển tích cực trong thời điểm này. Bạn có cách hành sự khá cực đoan, thích gây thù trút oán với người khác, lại thêm cách làm việc thiếu kiên nhẫn nên các kế hoạch dễ gặp trục trặc, thậm chí bỏ dở giữa chân. Bạn cần từ bỏ thói hiểu thẳng của mình để nhìn nhận mọi thứ một cách khách quan hơn đừng để bản thân bị người khác khiêu khích dẫn đến việc đưa ra những quyết định nông nổi và sai lầm hãy đi theo đúng những định hướng mà mình đã đặt ra từ trước đừng vì một vài câu kích tưởng của người khác mà thay đổi hướng đi chọn những phương án làm việc không phù hợp với mình ngoài ra không có con đường làm giàu nào là dễ dàng và bằng phẳng bạn cần phải kiên nhẫn hơn dù là đối diện với khó khăn Hãy coi đây là cơ hội để rèn luyện bản thân, bởi biết đâu trải qua những khó khăn này, bạn sẽ còn phát hiện ra những khía cạnh mới của bản thân, đồng thời tìm thấy con đường mới để làm giàu. Các tinh đế vượng và hữu bật cũng sẽ giúp cho công cuộc làm giàu của bạn mệnh bớt phần hung hiểm hãy luôn nhắc nhở mình không ngừng cố gắng bằng chỉnh sức mình, đừng nghĩ tới việc lợi dụng người khác, như vậy thì việc khó tới đâu cũng dần dần có cách giải quyết. 3. Luận về phương diện tình duyên Phương diện tình cảm của người tuổi ngọ vào tháng 5 âm lịch này nhìn chung khá ảm đạm bạn cần xem lại cách hành sự của bản thân với mọi người, đừng tổn thương người khác bằng những hành động nóng nảy và vô ý của mình. Còn giáp này cần chú ý không trước những cơn nóng giận bực tức của mình phải triệu ngoài xã hội lên đầu những người thân trong nhà. Người nhà là những người gần gũi, thân thiết và đảng quỷ trọng nhất đối với bạn. Vì thế hãy luôn cư xử làm sao để không ai phải đau buồn. Thay vì việc nóng nảy, đã thủng đụng bia. Còn giáp này hãy thử tâm sự những vấn đề khiến mình khó xử với mọi người. Chắc chắn việc này sẽ giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn. Đồng thời, người nhà cũng có thể đưa ra cho bạn những gợi ý giúp bạn tìm ra phương hướng giải quyết được khó khăn. Với người còn độc thân, con giáp người tuổi ngọ cũng cần chú ý hơn trong cách hành xử, đừng hiểu thẳng cực đoan sẽ gây ấn tượng không tốt đẹp với người khác bên cạnh đó bạn cũng cần nhắc nhở mình cẩn trọng không nên dễ tin người bởi có thể sẽ có kẻ cổ tình dùng lời ngon tiếng ngọt để tản tỉnh bạn hồng chiếm một lợi ích gì đó từ bạn đấy 4. luận về phương diện sức khỏe hải tuệ hung tinh gây hại cho sức khỏe của người tuổi ngọ đặc biệt là với những ai phải thường xuyên di chuyển hay xuất hành đi xa vì thế bạn cần phải chú ý khi tham gia giao thông không làm việc khi đang mệt mỏi nếu không dễ xảy ra những sự cố đáng tiếc tháng này bản mệnh phải chịu đựng nhiều áp lực cho sự nghiệp và tình cảm mang lại khiến tinh thần căng thẳng cơ thể mệt mỏi tốt nhất bạn nên ra ngoài hít thở không khí nhiều hơn, tâm sự với những người đáng tin cậy, đồng thời dành thời gian để rèn luyện sức khỏe. Có như vậy thì bạn mới duy trì được tâm trạng và tâm lý cân bằng, không rơi vào cảnh chết. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi ngọ vào tháng 5 âm lịch năm 2023 như sau một tuổi giáp ngọ sinh năm 1954 mệnh kim nam sao kế đô nữ sao thái dương khẩu quyết tính tình nóng nảy hiếu thẳng dễ mắc phải những rắc rối trong công việc quý nhân phù trợ tuổi hoài, tuổi mão tiểu nhân tuổi tỵ tuổi thân màu sắc may mắn màu nâu màu đỏ hai tuổi bính ngọ sinh năm 1966 mệnh thủy nam sao thái bạch nữ sao thái âm khẩu quyết hãy học cách lắng nghe người khác nhiều hơn trở khăng khăng làm theo ý mình quý nhân phù trợ tuổi giàu tuổi thân tiểu nhân tuổi hoài, tuổi dân màu sắc may mắn màu hồng màu cam ba tuổi mậu ngọ sinh năm 1978 mệnh hỏa nam sao la hầu nữ sao kế đô khẩu quyết chuyện hợp tác làm ăn khó khăn dễ gặp cạnh tranh với đối thủ Quý nhân phù trợ tuổi dần, tuổi sổ, tiểu nhân, tuổi mão, tuổi tỵ, màu sắc may mắn màu đỏ, màu đen. 4. Tuổi canh ngọ sinh năm 1990, mệnh thổ, nam sao kế đô, nữ sao thái dương, khẩu quyết, không nên chúc giận lên đầu người thân, hãy tâm sự với mọi người. Quý nhân phù trợ tuổi giàu, tuổi tỵ, tiểu nhân, tuổi thìn, tuổi dần, màu sắc may mắn màu hồng, màu tím. 5 tuổi nhâm ngọ sinh năm 2002 mệnh mộc năm sao thái bạch nữ sao thái âm khẩu quyết trở tin theo lời ngon tiếng ngọt của kẻ khác hãy có cách nhìn người chính xác hơn quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi dậu tiểu nhân tuổi dần tuổi hợi màu sắc may mắn màu nâu màu trắng